Nha, xin chào tất cả quý vị thính giả đang nghe chuyện trên kênh Ngồi Tuần Crystal. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với tập 213 của bộ truyện Độc Bá Thiên Hạ nha. Người mà có thể tùy tiện cho đi viên đan dược khủng bố như vậy, chắc chắn trên người vẫn còn có bảo bối kinh khủng hơn. Thiếu nữ bỏ qua ánh mắt của những người khác, mỉm cười nhìn Diệp Bắc Minh. Vết thương của anh khỏi rồi, mau đi, dẫn bà đây đi tìm kẹo que. Diệp Bắc Minh nhìn thoáng qua ma tộc tại đó. Cô gái nhỏ, nơi này là ma giới, không có kẹo que mà cô muốn. Hơn nữa, cho dù cô muốn kẹo que, những người này sẽ thả cô đi sao? Thiếu nữ hử lạnh một tiếng, cô gái quay đầu nhìn đám người ma tộc tại chỗ. Chỉ bằng đám người này thì không ngăn cản được tôi. Bây giờ chúng ta đi tìm kẹo que, ai dám ngăn cản tôi giết kẻ ấy. Nói xong, cô ấy không quan tâm Diệp Bắc Minh có phản đối không. Thiếu nữ nằm lấy tay của anh, cảm giác mềm mại truyền đến. Chúng ta đi, dừng lại. Lão tổ thanh bức và lão tổ huyết vân khẽ quát lên. Con người lóe lên ánh sáng màu đỏ. Cô nhóc, cô coi dạ xoa tộc chúng tôi là cái gì? Giết hoàng đế của dạ xoa tộc tôi, giờ ngay cả một lời giải thích cũng không có. Muốn đi thì đi, thật sự đơn giản thế sao? Hai người sải bước lên trước, hơi thở của cảnh giới tạo hóa trung kỳ bộc phát ra. Hai người cho rằng thiếu nữ này hẳn là lão quái vật nào đó. Cô ấy đang giả heo ăn thịt hổ. Mặc dù cô ấy giết được dạ xoa hoàng trong chớp mắt, nhưng đó là trong tình huống hai người họ không hề phòng bị. Nếu hai người họ bắt tay, chưa chắc không thể bắt cô ấy lại. Gương mặt xinh đẹp của thiếu nữ trầm xuống, nóng nảy quát lên. Cút! Đôi bàn tay trông như phấn chợt nắm lại, liên tục đấm ra hai quyền với hai người kia. Ầm ầm! Lão tổ thanh bức và lão tổ huyết phân tông như bị sét đánh, lồng ngực nổ tung thành một lỗ thủng kinh khủng. Bọn họ bay ngược ra ngoài chẳng khác gì chó chết, nằm rạp trên mặt đất, cơ thể không ngừng run rẩy, hoàn toàn bị phế. Trời ạ! Trái tim của tất cả mọi người điên cuồng đập loạn, bị dọa đến gần như nghẹt thở. Diệp Bắc Minh cũng giật nảy mình. Khó trách Thép Cảnh Khôn Giống Ngục nói thiếu nữ này rất mạnh, quả thực quá kinh khủng. Thiếu nữ kéo lấy tay Diệp Bắc Minh, chúng ta đi, dẫm chân một cái, hai người đột ngột biến mất. Toàn bộ cấm địa phong ma như ong vỡ tổ. Thiếu nữ kia rốt cuộc là ai? Quan hệ giữa cô ấy và Diệp Bắc Minh là như thế nào? Nếu như cô nàng này ra tay trợ giúp Diệp Bắc Minh, chúng ta rất khó chiếm được ma tỷ. Chục ngàn dặm bên ngoài cấm địa phong ma, Mạc Huyền chạy trốn đến tận đây. Đột nhiên đằng trước, một đám sương máu dâng trào, ngưng tụ thành một bóng người đỏ như máu. Mano, Mạc Huyền vội vàng quỳ xuống. Chủ nhân, tôi có lỗi. Tôi chẳng thể ngờ rằng thằng này lại đột nhiên lao ra, quấy rầy đến kế hoạch sống lại của chủ nhân. Mano tự nguyện bị phạt. Bóng người màu đỏ kia hừ lạnh. Chỉ là một phân thân mà thôi, tôi lại ngưng tụ ra một cái nữa là được. Có điều thân thể của tên Diệp Bắc Minh đó thực sự rất không tệ. Nếu như tôi có thể đoạt xá thân xác của anh ta, thực lực nhất định sẽ tiến thêm một bước. Mạc Huyền sững sờ. Chủ nhân, ý của ngài là... Bóng dáng màu đỏ lặng như băng mở miệng. Tôi sẽ tìm một chỗ để sắp xếp một trận phép, cậu dẫn anh ta tới là được. Chủ nhân, thực lực của kẻ này quá kinh khủng. Một mình tôi thì e rằng... Mạc Huyền thấy hơi khó làm. Yên tâm đi, tôi tìm cho cậu một người trợ giúp. Bà Long, ra đây. Gào rống. Tiếng rồng gầm vang lên. Chỉ thấy một con rồng màu đen nhanh chóng bay tới, rồi hóa thành một người đàn ông trung niên quỳ một chân xuống. Ám sắc long hoàng tham kiến đại nhân mẹ thần. Ám sắc long hoàng, trời ạ! Mạc Huyền hít sâu một hơi. Chủ nhân, chuyện gì đây vậy? Bóng người đó cười một tiếng. Nó là tại kỵ năm đó của tôi. Mạc Huyền ngây người. Hắc Long. Ông trợ giúp Mạc Huyền một phen, không tiếc bất cứ giá nào. Tôi muốn thân thể của Diệp Bắc Minh. Sau khi rời khỏi cấm địa phong ma, thiếu nữ vội vã nói. Ông sao kẹo ca đây? Diệp Bắc Minh bất đắc dĩ đáp. Cô nương, tất cả kẹo que của tôi đã cho cô rồi, thật sự đến một cái cũng chẳng còn, không có khả năng. Thiếu nữ lắc đầu, hai tay chống nạnh. Vừa rồi tôi đã lục loại được, trên người ăn vẫn còn giấu một cái. Đôi mắt đẹp đọng lại, rơi xuống vị trí nằm tấp bên dưới đan điền của Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh cảm thấy nơi nào đó hơi lằn lẹn, nuốt nước miếng. Cô nương, cái này không phải kẹo que. Tôi không tin. Thiếu nữ nhướng mày, chộp lấy Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh nhanh chóng trốn tránh. Anh đã lĩnh ngộ được phép tắc thời gian, nhưng tốc độ của thiếu nữ còn kinh khủng hơn cả ăn. Bịch! Diệp Bắc Minh nhẹ lăn xuống đất, ngực trợn đau nhức. Một giây sau, thiếu nữ ngồi thẳng lên người ăn, chộp về phía dưới của Diệp Bắc Minh. Á, đây là cái gì? Xấu quá vậy! Thiếu nữ biểu cảm ngây thơ, nói thầm một tiếng. Thật sự không phải kẹo que. Diệp Bắc Minh xoay người, rời xa cô ấy. Mà cô à, cô thật sự không hiểu gì hết hả? Thiếu nữ nghi hoặc. Anh có ý gì? Quái miệng Diệp Bắc Minh co quắp. Thép Cảnh Khôn Giới Ngục cười to truyền âm. Ha ha ha, nhóc, nghe rằng cô nương này chính là người thiên tâm trong truyền thuyết. Diệp Bắc Minh nghi ngờ. Cái gì gọi là người thiên tâm?
Nam kẻ hồn dẫn lúc giải thích, người thiên tâm chính là người luôn hồn nhiên ngây thơ, vẫn viễn duy trì vẻ ngây thơ thất phách. Cô ấy không những có thể chất thông linh, lại còn là người thiên tâm. Loại người này cực kỳ hiếm thấy, mấy triệu năm nữa cũng chưa chắc có thể xuất hiện một người. Tháp cảnh khôn dưới ngục nói tiếp, nếu như cậu có thể kết bạn với cô ấy, nói không chừng bên cạnh cậu sẽ có thêm một tay đấm tuyệt đỉnh. Hai mắt dưới bắc mình tỏa sáng, thiếu nữ nhíu mày. Anh đang nói chuyện với ai đấy? Không đúng, anh đang dùng thần niệm giao lưu với nó. Có người gần đây ư? Dưới bắc mình giật mình, chẳng lẽ anh bị phát hiện sao? Dưới bắc mình lập tức nói sang chuyện khác. Không có, cô nghĩ nhiều rồi. Thiếu nữ suy tư gật đầu, không nghĩ nhiều. Mặc kệ, trước dẫn tôi đi tìm kẹo qua đã. Dưới bắc mình lắc đầu. Cô nương, chờ tôi đi cứu bố mình đã rồi lại nói. Một suy nghĩ hiện lên trong đầu. Hai người Dạ Huyền và Tử Huyền nhất xuất hiện trước mắt ăn. Hai người vô cùng yếu ớt, thân thể khô cạn, như người già 80-90 tuổi, lúc nào cũng có thể sẽ chết. Thiếu nữ nhìn lướt qua, từng huyết khô cạn, sắp sửa không cứu nổi. Hai mắt Dạ Bắc Minh đỏ bừng, trong tay xuất hiện 13 cây ngân châm đâm vào trong cơ thể hai người. Thiếu nữ hơi kinh ngạc. Trận phép này có hơi đặc biệt, không ngờ y thuật của anh cũng không tệ lắm. Có điều anh đừng lãng phí sức lực nữa, bọn họ đã không cứu nổi rồi. Im ngay! Dưới ốc mình gầm nhẹ một tiếng. Anh quát lên với tôi. Đôi mắt đẹp của thiếu nữ đỏ lên, tủi thân trừng mắt nhìn dưới ốc mình. Tôi lớn vậy rồi mà chưa từng có ai dám quát tôi. Ngậm miệng. Dưới ốc mình quay đầu, con mắt đỏ bừng. Cô còn nói thêm một lời vô ích nữa, tôi sẽ không dẫn cô đi tìm kẹo que. Câu nói này như thể có ma lực thần kỳ nào đó, lửa giận trong con người xinh đẹp của cô ấy biến mất, trong lòng dâng lên cảm giác kỳ quái. Thiếu nữ đã quen với việc coi trời bằng vung, trong nhà không ai dám trêu chọc cô ấy. Anh trai sợ cô ấy, chị gái chiều cô ấy, dù có gặp phải người tu võ ở bên ngoài, mỗi khi cô ấy thể hiện ra thực lực kinh người của mình, hầu như bọn họ đều quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Nào có ai giống như Diệp Minh, dám không hề kiêng dè quét cô ấy. Cảm giác thô bạo này, ấy thế mà khiến cô ấy cảm thấy có vài phần hưng phấn. Nửa tiếng sau, tình huống của Dạ Huyền và Tử Huyền nhất vẫn không hề chuyển biến tốt. Thiếu nữ không nhịn được mở miệng. Này, anh thật sự đừng uổng phí sức lực. Bọn họ bị rút đi sức sống, không phải bị thương. Cách cắt thông thường không thể giải quyết vấn đề của bọn họ, chỉ có thể gia tăng sức sống của họ, thương thế tự nhiên sẽ chuyển tốt. Dì Bắc Minh quay đầu. Cô có cắt ư? Khuôn mặt thiếu nữ kiêu ngạo, hai tay chống nặng. Đương nhiên là tôi có rồi, trừ phi ăn cầu xin tôi. Vèo! Dì Bắc Minh sải bước lên trước, trong nháy mắt đi đến trước người thiếu nữ, ăn chặt chẽ tóm lấy cổ tay cô ấy. Mau nói cho tôi biết. Thiếu nữ ngây người. Thế mà vô ý thức quên mất phản pháng. Được rồi, có điều anh phải đồng ý với tôi. Sau khi tôi cứu được họ, phải lập tức dẫn tôi đi tìm kẹo que. Được, Dư Bắc Minh gật đầu. Thiếu nữ không nói hai lời. Cô ấy duỗi tay lấy ra một trái cây óng ánh trong suốt. Đây là quả thần thai, vốn lóc tổ cho tôi để rèn luyện thân thể. Vì kẹo que, được rồi. Cô ấy nặn ra hai giọt chất lỏng của quả thần thai, rồi đưa cho Dư Bắc Minh, để họ ăn vào. Dư Bắc Minh không dám tin. Hai giọt chất lỏng của quả này là đủ rồi ư? Tin tưởng tôi, vậy là đủ rồi. Thiếu nữ vô cùng tự tin. Dưới bóng bên nửa tin nửa ngờ làm theo. Hai giọt chất lỏng quả thần thai vào miệng. Hơi thở của Dạ Huyền và Tử Huyền nhất xảy ra biến hóa long trời lở đất. Gần như là trong khoảnh khắc, sức sống của hai người nhanh chóng tăng vọt. Một lát sau, ngoài việc thân thể vẫn còn suy yếu, bề ngoài của họ đã hoàn toàn khôi phục tuổi trẻ. Làm sao có thể? Dưới bóng bên trường lớn hai mắt vô cùng kinh ngạc. Dạ Huyền và Tử Huyền nhất cũng kinh ngạc nhìn thiếu nữ này. Mân Nhi, cô ấy là ai? Thiếu nữ đắc ý nói, hì hì, mau dẫn tôi đi tìm kẹo que. Dưới bóng vân trầm giọng truyền âm, thép nhỏ, quả thần thai là cái gì? Thép cảnh khôn trấn ngục chỉ giải thích một câu, đây mới thật sự là thần dược. Thiếu nữ này không hề đơn giản, e rằng cô ấy không phải người của 3000 thế giới. Dưới bóng vân giật mình, thiếu nữ nhướng mày, ồ, anh lại đang dùng thân niệm truyền âm với người kia ư, người ấy là ai? Dưới bóng vân không trả lời vấn đề này, cô nương, rốt cuộc cô là ai? Thiếu nữ lắc đầu, biết được sẽ không có lợi cho ăn. Được rồi, nếu ăn nói không giữ lời, bà đây sẽ tét mông ăn. Mau dẫn tôi đi tìm kẹo que. Diệp Bắc Minh lắc đầu, dù sao cũng phải nói cho tôi tên cô là gì chứ. Gọi tôi là Sở Sở. Sở Sở ư? Diệp Bắc Minh gật gật đầu. Được rồi, Sở Sở cô nương. Tôi có thể dẫn cô đi tìm kẹo que, nhưng chỗ đó quá xa xôi. Dân mẹ chúng ta qua đó, e rằng sẽ khá khó khăn. Sở Sở chép miệng. Ở thế giới vũ nội của nhà họ Sở tôi, tôi muốn đi chỗ nào đều nắm trong lòng bàn tay. Thế giới vũ nội ư? Đó là cái gì vậy? Diệp Bắc Minh vô cùng nhạy cảm, anh thấy mọi chuyện không hề đơn giản như vậy. Hai người Dạ Huyền và Tử Huyền nhất cũng liếc nhìn nhau.
Sở sở vội vàng che miệng, lập tức lắc đầu. Được rồi, đừng hỏi nữa, chỉ cần nói cho tôi chỗ nào có kẹo que là được. Diệp Bắc Minh suy tư. Sở sở cô nương, tôi có thể nói cho cô chỗ nào có kẹo que, nhưng cô nhất định phải dùng sơ tâm võ đạo để thề, không thể tổn thương bất cứ người nào ở nơi đó, cũng không thể dùng lực lượng võ đạo đáng sợ kia của cô trước mặt người bình thường. Được, tôi dùng sơ tâm võ đạo thề. Sở sở không hề do dự gật gật đầu. Diệp Bắc Minh giải thích về xã hội hiện đại, cùng với đi đến xã hội hiện đại như thế nào, xuyên thẳng qua mấy thế giới, hắn cũng cần một khoảng thời gian. Sở sở nở nụ cười xinh đẹp. Nào có phức tạp như vậy, xem tôi đây. Cô ấy nhẹ nhàng nâng tay, viết xuống mặt đất mấy chục phù văn. Đôi mắt Diệp Bắc Minh chấn động, đây rõ ràng đều là những phù văn không gian. Sở sở tiếp tục mở miệng, chỗ mà anh nói đến hẳn là nơi này. Lại viết xuống mấy tọa độ. Ông, cảnh tượng khiến người ta khiếp sợ xuất hiện. Sức mạnh không gian rung động, một cánh cửa truyền tống trống rỗng xuất hiện trước mặt anh. Một bên khác của cánh cửa truyền tống chính là núi Côn Luân. Diệp Bắc Minh không nhịn được mà lang vang lời thô tục. Một tiếng sau, sở sở thắng lợi trở về, chẳng những quét sạch sàn săn một nhà máy kẹo que, mà còn mang đi vô số đồ ăn vặt của xã hội hiện đại. Vì làm trống nhận chứa vật, cô ấy thậm chí ném rất nhiều đan dược và bảo bối cho Diệp Bắc Minh. Nhóc, cậu kiếm lớn, khác cảnh khôn trấn ngục phỉ nhổ, chẳng lẽ cô nàng này là đồ ngốc ư? Trong lòng Diệp Bắc Minh nở hoa, dưới sự yêu cầu của anh, sở sở lại giúp anh một lần, mở cánh cửa không gian, trực tiếp về đến Thánh vực, nhà họ Diệp Thái Cổ, tiểu sư đệ trở lại. Sau khi Lục Tuyết Kỳ, Khương Tử Cơ, Thiên Nhận Băng biết được tin tức này, liền lập tức lao ra. Minh Nhi, mẹ có chuyện muốn nói với con, Diệp Thân Lam cũng đi tới. Chưa kịp nói hết một câu, thân thể bà run lên. Hai mắt nhìn chòng chọc vào một người đàn ông bên cạnh Diệp Bắc Minh, nước mắt trong phút chốc làm mờ đôi mắt. Dạ Huyền, là ăn sao? Cái mũi Dạ Huyền chua xót gật đầu. Ông ấy bước nhanh lên trước, cất keo ôm chặt Diệp Thân Lam. Lam Nhi, ăn về rồi. Tốt, tốt quá rồi. Diệp Thân Lam lập tức khóc thầm xong. Lục Tích Kỳ, Khương Tử Cơ, Thiên Nhận Băng cũng lau đi nước mắt nơi khóe mắt. Tiểu sư đệ, chúng ta đi trước đi, để lại nơi này cho họ. Được, đôi mắt Diệp Bắc Minh hơi đỏ lên, yên lặng gật đầu. Mấy người chuẩn bị quay người rời đi, sở sở đi tới. Được rồi, một nhà mấy người đoàn tụ, tôi cũng phải đi làm chuyện của mình đây. Diệp Bắc Minh, cảm ơn kẹo que của anh, chúng ta có duyên sẽ gặp lại. Diệp Bắc Minh chắp tay, cảm ơn sở sở cô nương. Sở sở mỉm cười gật đầu, đột nhiên nghĩ đến điều gì đó. Cô ấy ném cho Diệp Bắc Minh một miếng ngọc bội và một trang giấy. Nếu anh nhìn thấy vài thép này, lập tức bóp nát khối ngọc bội này cho tôi biết. Diệp Bắc Minh cúi đầu nhìn, vật được vẽ trên giấy chính là thép cảnh khôn trấn ngục. Diệp Bắc Minh khiếp sợ hỏi, sở sở cô nương, cô với tòa thép này có quan hệ gì? Sở sở không phát hiện được sự khác thường của Diệp Bắc Minh, thuận miệng giải thích. Thép này đã từng là thánh vật của nhà họ sở, sau đó thất lạc. Nhà họ sở vẫn luôn muốn tìm về tòa thép này đã rất nhiều năm, nếu anh nhìn thấy nó, lập tức nói cho tôi. Diệp Bắc Minh yên lặng không nói gì. Thép cảnh khôn trấn ngục đang ở ngay trong cơ thể anh, sao anh có thể nói cho sở sở chứ? Đồng thời anh khá là khiếp sợ. Thép cảnh khôn trấn ngục lại là thánh vật của nhà họ sở ư? Nhà họ sở này có là lịch gì? Diệp Bắc Minh tùy ý nhẹ nhàng gật đầu. Có cơ hội tôi nhất định sẽ báo. Có cơ hội ư? Sở sở nghi hoặc. Diệp Bắc Minh cười giải thích. Có cơ hội nhìn thấy thép này rồi nói sau. Dù sao nó cũng là thánh vật của nhà họ sở, nó có dễ dàng tìm được như vậy? Sở sở như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Bỗng nhiên lục lạc màu bạc trên cổ tay của cô ấy vang lên. À, chị đang gọi tôi. Có rảnh tôi tìm ăn chơi sao? Tôi đi đây. Bóng dáng cô ấy lóe lên rồi biến mất. Ba ngàn thế giới, chỗ sâu trong tài cung điện cổ xưa nào đó, một cô gái cực kỳ xinh đẹp đang ngồi xếp bằng. Nếu Diệp Bắc Minh ở đây chắc chắn sẽ kinh ngạc nhận ra, cô gái xinh đẹp này giống sở sở đến 7-8 phần. Điểm khác biệt duy nhất chính là chiều cao của cô gái này chừng 1m7, dáng người nóng bỏng như ma quỷ, vẻ ngoài lặng nhẹ, mang đến cảm giác kiêu ngạo, thần thánh không thể nhúng chàm. Đột nhiên, không gian chấn động, một cánh cửa không gian xuất hiện. Một cô gái loli cao 1m5 nhảy ra. Khoảnh khắc trông thấy cô gái xinh đẹp kia, sở sở vui mừng nói, chị, sao chị đến nhanh thế? Cô gái xinh đẹp mở mắt ra, không nhịn được mà răn dạy sở sở, em đã chạy đi nơi nào chơi rồi? Chẳng phải chị đang nói với em rồi sao? Ở điện chân võ chờ chị, đại hội chân võ sắp bắt đầu rồi. Lần này người tu võ trong top 100 thiên bảng có tư cách rời khỏi thế giới vũ nội, tiến vào gia tộc bồi dưỡng. Việc này liên quan đến hưng suy của gia tộc, không thể có bất kỳ sai lầm nào. Chị, thiên bảng là thứ gì? Nhàm chán muốn chết. Sở sở tiến lên, ôm lấy cánh tay cô gái xinh đẹp không ngừng lắc đầu. Hơn nữa, em cũng không phải ham chơi, em đi tìm tòa thép này của gia tộc. Tòa thép này ư?
Cô gái xinh đẹp sững sờ, chợt lắc đầu. Bà tháp này không có khả năng đang ở trong thế giới vũ nội, em đừng lãng phí thời gian. Mộ nhớ ở thì sao? Sở sở bĩu môi, cô gái xinh đẹp nhướng mày. Sau khi bị cô ta đánh cắp tòa tháp này, rất có thể đã bị mang đến thế giới khác. Sở sở tò mò, chị, rốt cuộc tòa tháp này làm được cái gì? Vì sao gia tộc cứ tìm kiếm nó mãi vậy? Em thấy bị mất rồi thì thôi, có gì ghê gớm đâu. Suốt mấy triệu năm qua, gia tộc không có tòa tháp này chẳng phải vẫn tốt sao? Cô gái xinh đẹp lắc đầu, em không hiểu. Sở sở bắt đầu nũng nịu, chị nói cho em nghe đi mà. Cô gái kia nở nụ cười xinh đẹp, chọc chọc đầu sở sở, thật chẳng có cách nào với em. Sắc mặt cô chợt nghiêm túc. Tháp này tên là tháp Cảnh Khôn Trấn Ngục, có điều nguồn gốc chân chính của nó không phải là nhà họ Sở. Hả? Chẳng phải nó là thánh vật của nhà họ Sở sao? Khuôn mặt Sở Sở tràn đầy nghi hoặc, tò mò hỏi. Thánh vật của nhà họ Sở mà không có nguồn gốc từ nhà họ Sở? Cô gái xinh đẹp gật đầu. Tổ tiên của nhà họ Sở cũng là vô tình lấy được vật này, đồng thời may mắn trở thành một trong số các đời chủ nhân của nó. Nguồn gốc chân chính của tháp Cảnh Khôn Trấn Ngục có lẽ là thần giới. Thần giới ư? Thân thể mềm mại của Sở Sở run lên, hô hấp trở nên dồn dập. Chị, trên thế giới này thật sự có thần giới ư? Thần thật sự tồn tại sao? Cô ấy lắc đầu. Truyền thuyết mà thôi, nào ai biết được. Có điều nhà họ Sở quả thực bởi vì có được tháp Cảnh Khôn Trấn Ngục nên mới có thể có thực lực và địa vị như ngày hôm nay. Sở sở, em phải nhớ kỹ tổ huấn của gia tộc. Sở sở che lại lỗ tai, không ngừng lắc đầu. Rồi rồi, chị, em thật sự không có hứng thú với mấy cái này. Hai, cô gái xinh đẹp thở dài. Sở sở chợt thay đổi câu chuyện. Chị, em gặp được một người thật thú vị. Cô ấy nhìn sở sở. Ồ, người thú vị ư? Sở sở gật đầu. Đúng vậy, anh ta lại còn biết quỷ môn thập tam trâm của nhà họ sở chúng ta. Em nói gì cơ? Cô gái xinh đẹp nhướng mày. Năm đó, cô ta không những đánh cắp tháp Cảnh Khôn Trấn Ngục, còn mang đi một số lượng lớn võ kỹ tuyệt học từ tàng kinh các của nhà họ sở. Quỷ môn thập tam trâm chính là một trong số đó. Nếu như anh ta thực sự biết quỷ môn thập tam trâm, nó không chừng có quen biết với người phụ nữ kia. Hả? Không thể nào. Sở sở trừng đôi mắt đẹp, ánh mắt của cô gái xinh đẹp lấp lóe. Chỉ cần có một chút manh mối cũng không được bỏ qua. Anh ta là ai? Chị muốn gặp anh ta. Sở sở vừa mới rời khỏi. Tử Huyền đứng bên cạnh mở miệng, khẽ nhíu mày. Bác Minh, cô nương này không phải người bình thường. Tính cách cô ấy kỳ quặc, lai lịch bí ẩn. Cháu vẫn nên cẩn thận thì hơn. Diệp Bác Minh gật đầu. Cháu biết rồi, chợt chuyển giọng. Cô, Tôn Thiến và con gái của cháu vẫn ổn chứ? Tử Huyền nhất mỉm cười. Cháu yên tâm đi, mẹ Uyên không quá an toàn. Cô đã sớm đưa cô ấy rời khỏi mẹ Uyên. Diệp Bác Minh hỏi, họ đang ở đâu? Tử Huyền giữ chặt tay Diệp Bắc Minh để anh yên tâm. Cô có một người bạn thân, cô ấy tên là Thánh Nữ Thanh Vân Môn của 3.000 thế giới. Không lâu sau khi cháu rời khỏi Ma Uyên, chúng ta liền phong ấn ma huyết của cô bé. Giờ cô bé chẳng khác gì một cô bé bình thường, có sự chăm sóc của bạn thân cô, Tôn Thiến và bé, hẳn sống rất tốt tại Thanh Vân Môn. Diệp Bắc Minh thở phào, cảm ơn cô, Tử Huyền mỉm cười. Người một nhà nói cảm ơn cái gì, cháu muốn đi đón mẹ con bé về không? Diệp Bắc Minh suy ngẫm, khẽ lắc đầu. Nếu để cho người khác biết giữa quan hệ cháu và mẹ con bé, e rằng sẽ còn nguy hiểm. Tạm thời vẫn không nên quấy rầy các cô ấy. Đợi tất cả kết thúc rồi, cháu sẽ đi đón cô ấy về nhà. Tử Huyền tỏ vẻ đã hiểu. Được, cô tôn trọng lựa chọn của cháu. Chợt hỏi, tiếp theo cháu có tính toán gì không? Ánh mắt Diệp Bắc Minh trở nên kiên định. Thứ nhất, tìm được các sư tỷ khác và hầu tử. Thứ hai, chữa trị đàn lục chân võ bị hủy hoại. Đây là nguyện vọng của hoài tộc và tổ tiên nhà họ Diệp. Thứ ba, nhất định phải tìm cách nghĩ làm sống lại các sư phụ của cháu. Vùng đất luân hồi, có lẽ sẽ có cách. Trong lòng Tử Huyền khẽ động, đang muốn nói chuyện. Bỗng nhiên trái tim Diệp Bắc Minh co lại, cơ thể run rẩy, hai mắt lập tức đỏ lên. Tử Huyền giật nảy mình, Bắc Minh, cháu sao vậy? Cổ họng Diệp Bắc Minh khàn khàn. Con gái, cháu cảm nhận được hơi thở của con gái. Cô bé gặp phải nguy hiểm. Sắc mặt Tử Huyền biến đổi. Bắc Minh, xảy ra chuyện gì vậy? Hô hấp của Diệp Bắc Minh trở nên dồn dập. Cháu không biết, nhưng cháu cảm nhận được Diệp Tâm, con gái Diệp Tâm của cháu đang gặp nguy hiểm. Thép nhỏ, mau! Một giây sau, vèo, ánh sáng đỏ như máu lấp lóe trước mặt anh. Sức mạnh huyết long trong cơ thể thiêu đốt. Trong mảnh máu, một cô bé chừng 3 tuổi đang ôm một cô gái hô hấp trong lòng và gào khóc. Mẹ ơi, hu hu, bố ở đâu? Mau đến cứu mẹ đi, mẹ sắp bị người ta đánh chết rồi, hu hu hu. 15 phút trước, 3.000 thế giới, Thanh Vân Môn, một đám thanh niên nam nữ đi ngang qua thải Hà Phong.
Bị Phong cản trước mặt, Mê Mẩn sững bước lại. Hừ, không biết thánh nữ nhìn chúng hai mẹ con này ở điểm nào. Một cô gái có 7-8 phần nhan sắc cười lặn. Thế mà để Thái Hẹp Phong tốt nhất thần vân môn chúng ta cho hai phế vật này ở lại. Cô ả tên là Trúc Hiểu Phù, đệ tử nội môn của thần vân môn, cảnh giới chân huyền trung kỳ. Thanh niên bên cạnh nhíu mày, tôi cầu xin ông chú bao nhiêu lần cũng không cầu được. Thái Hẹp Phong, Vạn Dương Thanh, đệ tử nội môn thần vân môn, cảnh giới chân huyền hậu kỳ. Hai mẹ con kia quả thực không có tư cách ở lại nơi này. Bọn họ nhập môn gần 3 năm, nghe nói Tôn Thiến kia vẫn chỉ là cảnh giới thánh vương. Cảnh giới thánh vương ư, sống để lãng phí cơm. Thần nữ cũng thật là, vì sao phải đưa tới nơi tốt như vậy cho hai phế vật này ở chứ? Mấy thanh niên nam nữ ở đây ai ai cũng lắc đầu. Lúc này, một cô bé khoảng chừng 3 tuổi đi tới, ánh mắt của bọn họ đồng thời rơi trên người cô bé. Là đứa phế vật nhỏ kia, mấy người nhất miệng cười lặng. Cô bé mở to đôi mắt như đá quý, ngây thơ nhìn bọn họ. Chị ơi, các chị thật là xinh đẹp. Đây chính là con gái của Diệp Bắc Minh và Tôn Thiến, Diệp Tâm. Trong tay cô bé cầm một đóa hoa hồng nhỏ, đi về phía Trúc Hiếu Phù. Bì mô mở miệng, chị ơi, tặng đóa hoa cho chị này. Ồ, váy của chị đẹp quá. Trúc Hiểu Phù sù lông lên như một con mèo. Đừng có dùng bàn tay của mày chạm lấy váy lưu tiền của tao. Diệp Tâm bị đánh bay ra ngoài, phun ra một búng máu tươi. Cố gắng bỏ lên nhiều lần vẫn không được. Hu hu hu, đau quá. Diệp Tâm đau đến nước mắt chảy ròng. Ha ha ha, nhìn dáng vẻ chật vật của con nhỏ phế vật này đi. Đám thanh niên nam nữ cười vô cùng cợt nhả. Trúc Hiếu Phù khẽ lắc đầu. Con gái của phế vật quả nhiên là phế vật phiên bản nhỏ. Tôi còn chưa ra tay đâu, đã tự ngã rồi. Đột nhiên, Tâm Nhi, Tôn Thiến nhanh chóng xông lại, run rẩy ôm Diệp Tâm vào trong lòng. Đừng Tâm Nhi, con đừng làm mẹ sợ. Cô ta như phát điên, lấy ra mấy viên đan dược đế phẩm cho Diệp Tâm ăn vào. Chính đạo đan văn, đan dược đế phẩm. Mấy người Trúc Hiểu Phù, Vạn Dương Thanh liếc nhìn nhau, nhìn thấy dưới sự kinh ngạc trong mắt của đối phương. Sau khi nuốt xuống đan dược, Diệp Tâm tốt hơn rất nhiều. Cô bé nâng tay nhỏ, lau đi nước mắt của Tôn Thiến. Mẹ, con không sao, chỉ là trên người con đau quá. Tôn Thiến ôm lấy Diệp Tâm. Đi, mẹ mang con về chữa thương. Đứng lại. Trúc Hiểu Phù bước lên trước, ngăn lại Tôn Thiến. Tôi để các cô đi hả? Trong mắt Tôn Thiến mang theo sự phẫn nộ ngập trời. Rốt cuộc con gái tôi chọc phá phải chỗ nào của mấy người? Con bé mới có 3 tuổi thôi, thế mà cô lại xuống tay độc ác như vậy. Cô có là người không? Ha ha, con mắt nào của cô nhìn thấy tôi khiến con gái cô bị thương? Trúc Hiểu Phù buồn cười đáp. Tất cả mọi người đều đang xem này, cô đừng có mà ngậm máu phun người. Cô, Tôn Thiến ép bản thân ngăn chặn lửa giận. Cô ta biết mình không phải là đối thủ của những người này. Một khi nổ lên xung đột, hai mẹ con cô sẽ vô cùng nguy hiểm. Cô ta chuẩn bị lách qua Trúc Hiểu Phù. Trúc Hiểu Phù cười lạnh. Muốn đi cũng được, giao tất cả đan dược đế phẩm trong tay cô ra đây. Gần đây tông môn mất trộm một đống đan dược. Hiện tại tôi hoài nghi đống đan dược này là đó bị cô trộm. Sắc mặt Tôn Thiến biến đổi. Làm sao có thể? Sau khi tôi tiến vào Thanh Vân Môn, tôi chưa từng rời khỏi Thái Hải Phong một bước. Sao có thể trộm đi đan dược của các người? Trúc Hiểu Phù cười lặn. Mặc kệ cô có trộm hay không, giao đan dược ra đây xem thì biết. Đừng nằm mơ, Tôn Thiến quả quyết từ chối. Chết! Trúc Hiểu Phù tát cho Tôn Thiến một cái. Tôn Thiến bay ngược ra ngoài mấy chục mét, nặng nề ngã xuống mặt đất. Còn dám mặn miệng ừ, chán sống hả? Không được đánh mẹ em, chị là cô gái xấu xa. Diệp Tâm xông đến, ôm lấy chân của Trúc Hiểu Phù. Trúc Hiểu Phù như bị giẫm phải cái đuôi. Á, thứ con hoang, đừng có làm bẩn váy lưu tiên của tao. Cô ả cúi đầu, nhìn mấy dấu tay in lên mặt váy, bẩn thỉu. Lửa giận của Trúc Hiểu Phù ngút trời. Mày, thứ con hoang đáng chết. Mẹ của hai mẹ con chúng mày cũng không sán được với cái váy này. Cô ả duỗi tay đập xuống đầu nhỏ của Diệp Tâm. Thứ con hoang, mày đi chết đi. Nếu một chưởng này rơi xuống, Diệp Tâm chắc chắn sẽ vỡ đầu. Đôi mắt Tôn Thiến đỏ bừng. Tâm Nhi, không. Cô ta dùng hết sức lực cuối cùng, điên cuồng xông lại, ôm lấy Diệp Tâm. Một chưởng này của Trúc Hiếu Phù hung hăng nện xuống lưng Tôn Thiến. Phụt, nội tạng nổ tung. Tôn Thiến phun ra một ngụm máu tươi. Máu tươi nhuốm đỏ quần áo của Diệp Tâm. Mẹ, hu hu hu. Diệp Tâm gào khóc. Mẹ con liền tâm. Cô bé cảm nhận được hơi thở sự sống của Tôn Thiến đang nhanh chóng biến mất. Bất lực khóc thút thít. Hu hu, mẹ ơi, mẹ đừng chết mà. Mẹ ơi, hu hu, bố ơi, bố ở đâu? Mau đến cứu mẹ đi, mẹ sắp bị người ta đánh chết rồi. Ầm ầm, trên không trung Thái Hà Phong, bỗng bị một mây đen dày đặc bao phủ, chẳng khác gì tận thế. Một giây sau, cảnh tượng khiến cho người ta chấn động xuất hiện, từng tia chớp đỏ ngòm rơi xuống, bầu trời rơi xuống mưa máu. Này, Trúc Hiểu Phù,
Vạn Dương Thần khiếp sợ ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Có người kinh ngạc thốt lên, mau nhìn, con quỷ nhỏ này biến dị. Cái gì? Ánh mắt mọi người rơi xuống trên người Diệp Tâm. Chỉ thấy chỗ mi tâm của Diệp Tâm chợt xuất hiện một con mắt đỏ như máu. Ma khí màu đen quẩn quận quanh thân Diệp Tâm. Bóng mờ của một con ma long điên cuồng rít gào sau lưng cô bé. Đến tận đây, hình ảnh biến mất. Tâm Nhi! Diệp Bắc Minh phát ra tiếng gầm thét như thú dữ. Chính con ma lưng sau lưng ăn phóng lên tận trời. Trong chốc lát, toàn bộ nhà họ Diệp Thái Cổ lâm vào trong bóng tối. Bầy đen gào thét trên bầu trời, sấm sét ầm ầm, y như tận thế. Dạ Huyền và Diệp Thanh Lâm leo ra, trông thấy dáng vẻ này của Diệp Bắc Minh. Bọn họ giật mình. Minh Nhi, con sao vậy? Sắc mặt Tử Huyền nghiêm túc. Bắc Minh nói mình cảm nhận được hơi thở của con gái, Diệp Tâm gặp được nguy hiểm. Cái gì? Hai người biến sắc, Thép Cảnh Khôn xuống ngúc mở miệng. Nhóc, cậu tỉnh táo lại chút đi, khắc chế cảm xúc của mình. Giờ cậu giận dữ thì cũng chẳng thể giải quyết được chuyện này. Diệp Bắc Minh thấp giọng gào thét. Thép nhỏ, ông muốn tôi phải tính toán thế nào? Con gái tôi đang gặp nguy hiểm, bây giờ tôi lại không thể xuất hiện bên cạnh con bé. Ông cũng nhìn thấy rồi đúng không? Ông biết con bé ở đấy một mình thì tuyệt vọng cỡ nào không? Thép Cảnh Khôn xuống ngục im lặng. Diệp Bắc Minh khàn giọng nói. Thép nhỏ, tôi muốn đi 3.000 thế giới, giúp tôi một chút đi, mau lên. Giọng nói của Thép Cảnh Khôn xuống ngục vang lên. Nhóc, nếu muốn đi đến 3.000 thế giới, nhất định phải đi qua Long Đài. Từ Long Đài đi đến 3.000 thế giới, còn cần tìm được một khối Thăng Long Luận. Diệp Bắc Minh phiền não quát. Như vậy quá lãng phí. Đợi đến khi tôi đuổi tới 3.000 thế giới, Tôn Thiến và con gái tôi đã sớm chết rồi. Thép nhỏ, thời gian không đợi được. Thép Cảnh Khôn xuống ngục vẫn im lặng. Lát sau mới lên tiếng. Có điều, bản thép vẫn còn một biện pháp khác. Cậu nhất định muốn tôi giúp một tay sao? Diệp Bắc Minh cảm nhận được điểm không thích hợp. Thép nhỏ, ông muốn làm thế nào? Thép Cảnh Khôn xuống ngục hít sâu một hơi. Nhóc, nếu như tôi tán đi tất cả lực lượng của mình, có thể giúp cậu lập tức đi tới 3.000 thế giới, thậm chí có thể ngay lập tức truyền tống cậu đến Thanh Vân Môn. Nhưng yên lặng vài giây, bản thép sẽ hoàn toàn rơi vào trạng thái ngủ say, có lẽ mãi mãi cũng không thể ra tay giúp cậu lần nữa. Cậu chắc chắn chứ? Cái gì? Thân thể Diệp Bắc Minh chấn động. Thép nhỏ, lời này của ông là có ý gì? Chẳng lẽ sau lần ra tay này ông sẽ mãi mãi không thể thức tỉnh nữa ư? Thép Cảnh Khôn xuống ngục cười một tiếng, gần như là ý tứ này. Diệp Bắc Minh cắn răng. Thép nhỏ, tôi xin lỗi. Thép Cảnh Khôn xuống ngục cười nói. Rồng rồng dài dài thì tính gì là đàn ông. Thằng nhóc cậu nhớ kỹ cho bản thép, cậu không hề có lỗi với tôi. Nếu không phải cậu, có lẽ bản thép vẫn đang ở trong trạng thái không trọn vẹn. Bản thép cũng tin tưởng một ngày nào đó chúng ta sẽ còn gặp lại. Thép Cảnh Khôn xuống ngục khẽ quét một tiếng, dùng sức của ta dựng lại Cảnh Khôn. Vừa dứt lời, vị trí trái tim của Diệp Bắc Minh lóe lên ánh sáng. Một giây sau, không gian xung quanh bị vặn vẹo, một ánh sáng màu đen phóng lên tận trời. Nhóc, có duyên gặp lại. Cùng lúc đó, 3.000 thế giới, chỗ sâu trong điện chân võ. Chị, nó có phản ứng. Sở sở chấn động, trừng lớn đôi mắt đẹp, nhìn chòng chọc vào chỗ ngực của cô gái cực kỳ xinh đẹp. Nơi đó trong một trang sức hình thép nhỏ màu xám, chính là phiên bản thu nhỏ của Thép Cảnh Khôn chấn ngục. Thép nhỏ màu xám phóng ra ánh sáng bảy màu, càng ngày càng sáng. Đến cuối cùng, cả tòa đại điện đều bị ánh sáng bảy màu bao phủ. Cô gái xinh đẹp vô cùng kích động. Thép Cảnh Khôn chấn ngục, thật sự là Thép Cảnh Khôn chấn ngục. Sở sở, em đoán đúng rồi. Thép Cảnh Khôn chấn ngục thật sự ở tại thế giới Vũ Nội. Mà cùng lúc đó, Thanh Vân Môn. Mẹ ơi, đừng chết mẹ. Mẹ đừng chết mẹ, mẹ ơi. Diệp Tâm nằm nhoài bên cạnh Tôn Thiến, bất lực khóc thút thít. Sau lưng cô bé, ma khí ngập trời. Toàn bộ Thái Hà Phong đã bị bóng tối bao phủ. Tầng lớp quyền cao chức trọng của Thanh Vân Môn cảm nhận được động tĩnh tại Thái Hà Phong. Mấy chục người nhanh chóng xuất hiện. Ma khí ư, chuyện gì xảy ra vậy? Một lão già mặt vàng nhíu mày nhìn. Trông thấy người này, Trúc Hiểu Phù lập tức vô cùng vui mừng. Ông chú, tốt quá, ông tới rồi. Chúng cháu phát hiện đan dược của Tông Môn bị mất trộm, hoài nghi do mẹ con Tôn Thiến gây ra. Không ngờ chúng cháu vừa mới chạy tới Thái Hà Phong, hai mẹ con này liền lộ ra răng nanh. Chẳng thể ngờ nổi bọn họ lại là người của ma tộc. Đứa con hoang này có muốn giết chúng cháu diệt khẩu. May mắn mấy vị sư huynh sư muội ở đây, nếu không e rằng hôm nay ông sẽ không thấy được cháu. Trúc Hiểu Phù rơi nước mắt như mưa, khóc lóc kể lể. Mấy người còn lại cũng gật đầu theo. Khuôn mặt già nua của Trúc trưởng lão đồng lại. Cái gì? Ma tộc. Một lão già khác mặc áo xanh kinh ngạc. Trên người có ma văn, sau lưng ma khí ngập trời. Chỗ mi tâm xuất hiện con mắt thứ ba, mang theo sát khí rợn người. Ông ta ngẩng đầu lên nhìn lên trời. Bầu trời sinh ra dị tượng, còn có mưa máu rơi xuống.
E rằng cô bé này còn không phải là ma tộc bình thường, ít nhất có huyết mạch ma hoàng. Vừa nói ra câu này, đám người tại đó lập tức như ong vỡ tổ. Trời ạ, huyết mạch ma hoàng sao? Thần Vân Môn là tịnh thổ, tại sao lại có ma tộc xuất hiện ở đây? Chuyện này trăm ngàn lần không thể truyền đi, nếu không Thần Vân Môn còn mặt mũi nào mà tồn tại? Đúng đúng đúng, thừa dịp động tĩnh vẫn chưa quá lớn, trực tiếp xóa sạch, không nên để lại bất kỳ dấu vết gì. Những trưởng lão còn lại nhao nhao nói, còn mấy trưởng lão tính tình nôn nóng không thể chờ được thêm, chuẩn bị ra tay với Diệp Tâm. Lão già mặc áo xanh nhướng mày, chờ chút đã. Mọi người sững sờ, nghi hoặc nhìn ông ta. Tử trưởng lão, sao vậy? Tử trưởng lão mặc áo xanh nhíu mày. Chư vị, cô bé này còn quá nhỏ, mặc dù sau lưng cô bé ma khí ngập trời, nhưng hình như không có bất kỳ sức mạnh nào có thể uy hiếp đến chúng ta. Có vẻ như những gì cô bé làm đều chỉ vì bảo vệ mẹ của mình. Ánh mắt mọi người ngưng tụ, chỉ thấy Diệp Tâm ôm Tôn Thiến đang hấp hối thật chặt. Cô bé bất lực khóc thút thít. Hu hu hu, bố ơi, bố ở đâu? Bố mau đến đi, mẹ sắp chết rồi. Bố ơi, Tâm Nhi không muốn không có mẹ. Hu hu, người xấu ở đây đều là người xấu, bọn họ bắt nạt mẹ. Đi đi, các người đều đi ra đi, đừng có bắt nạt mẹ tôi. Tử trưởng lão thấy vậy hơi không đành lòng. Mọi người đã nhìn thấy rồi chứ, cô bé này không có uy hiếp đối với chúng ta, cô bé chỉ là muốn cứu mẹ của mình thôi. Hơn nữa, hai người họ do thánh nữ mang về, thánh nữ đang trong lúc bế quan, chuẩn bị đánh sâu vào đại hội chân võ. Tôi thấy hay là cứu mẹ của bé trước. Trúc Hiểu Phù nghe lời này thì nóng nảy. Tử trưởng lão, ông có ý gì đây? Đứa con hoang này chính là ma tộc, hiện tại nó khóc thút thít đều là để giành lấy sự đồng tình của chúng ta. Ma tộc không thể tin, hôm nay chúng ta không diệt cỏ tận gốc, ngày sau nhất định sẽ trở thành uy hiếp của Thanh Vân Môn. Tập 213 của bộ truyện Độc Bá Thiên Hạ xin được kết thúc tại đây. Lên đăng xem và lại thuộc quý vị thính giả tập tiếp theo. Mọi người hãy like và subscribe cho kênh Tình Risto để nhận được thông báo mới nhất nha.